Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe và đời sống trên website mạng y tế vn bệnh về da liên. Quan đến nghề nghiệp bệnh về da và tổn thương da là những vấn đề y tế phổ biến liên quan đến công. Việc, người lao động ở mọi độ tuổi và ngành nghề đều có thể gặp các vấn đề về da liên quan đến nghề. Nghiệp, bài viết này nói về những vấn đề về da liên quan đến nghề nghiệp và cách bảo vệ da tại nơi làm. Việc bệnh về da và tổn thương da là những vấn đề y tế phổ biến liên quan đến công việc người lao động ở mọi độ tuổi và ngành nghề đều có thể gặp các vấn đề về da liên quan đến nghề nghiệp vấn đề về da phổ biến hơn ở một số công việc nhất định chẳng hạn như trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm xây dựng vận hành máy in ấn mạ kim loại thuộc da nhân viên môi trường nông nghiệp hay lâm nghiệp nếu công việc đòi hỏi phải sử dụng hóa chất cục an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ossa yêu cầu nơi làm việc cung cấp bảng thông tin an toàn vật liệu msds cho mỗi hóa chất msds nêu rõ mọi nguy cơ gây kích thích dị ứng da hoặc ung thư da được biết đến hãy tìm hiểu và nắm rõ mỗi msds ở công ty của bạn vấn đề ở da kích thích và chứng phát ban vấn đề ở da liên quan đến công việc phổ biến nhất là kích thích da và chứng phát ban những vấn đề này xảy ra khi da tiếp xúc thường xuyên với nước, hóa chất và các chất khác. Việc tiếp xúc với các loại dung môi, xà phòng và thậm chí với nước sau một thời gian sẽ làm mất chất nhờn và dầu tự nhiên trên da. Điều này có thể làm da bị khô hoặc nứt nẻ. Dầu cắt và dầu mỡ bôi trơn có thể bít các lỗ chân lông. Chúng có thể gây mụn hoặc kích thích da. Tiếp xúc với các axit kiềm hoặc kim loại nặng có thể gây các vết bỏng đau đớn, dị ứng da tiếp xúc với một số chất dù với lượng nhỏ cũng có thể gây dị ứng da. Các chất gây dị ứng da liên quan đến công việc phổ biến bao gồm keo acrylic, siêu keo, epoxy, thuốc nhuộm diệt hoặc nhựa và cao su. Danh sách các hóa chất có thể gây dị ứng da hiện có tại http www.hsmep.com allergic htm ung thư da những người làm việc ngoài trời nơi có nhiều nắng có nguy cơ bị ung thư da Ung thư da có thể không xuất hiện trong nhiều năm. Bảo vệ da tại nơi làm việc những chú ý sau đây có thể giúp bạn an toàn khi làm việc với hóa chất độc hại, giữ nơi làm việc sạch sẽ, giữ các thùng chứa chất thải tại nơi thích hợp, lưu trữ tất cả các hóa chất một cách an toàn và dán nhãn rõ ràng, chính xác. Có sẵn danh sách MSDS cho tất cả các chất nguy hiểm đang sử dụng. Có sẵn chén rửa mắt và phòng tắm an toàn nếu bạn có sử dụng axit mạnh hoặc nhiễm hóa Chất nguy hiểm tại nơi làm việc. Những việc có thể làm để bảo vệ bản thân dưới đây là một số điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân. Mang găng tay, tạp dề và quần áo bảo hộ giúp da tránh tiếp xúc với dầu mỡ và hóa chất. Mặc quần áo sạch để làm việc và cởi bỏ quần áo đã dính dầu hoặc hóa chất ngay sau khi làm việc. Không làm sạch bàn tay hoặc các vùng da khác bằng xăng, dầu hỏa, cồn khoáng chất hoặc dầu thông. Sau khi rửa tay, nên bảo vệ da bằng vaseline, sữa giữ ẩm hoặc kem dưỡng da. Biết những việc cần làm khi da bị tiếp xúc với hóa chất hay vật liệu nguy hiểm, biết làm thế nào để tẩy rửa đúng cách và làm thế nào để gọi trợ giúp y tế. Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực làm việc. Những việc này có thể làm tăng khả năng da tiếp xúc với hóa chất. Nếu phải làm việc ngoài trời, nên bôi kem chống nắng lên da nhiều lần trong ngày ngoài ra nên đeo kính dâm đội mũ rộng vành và mặc áo sơ mi hoặc áo khoác với tay áo dài nội dung bài viết đến đây là kết thúc hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo chúc bạn luôn mạnh khỏe